chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Người yêu dấu của tôi, bạn được yêu thương sâu đậm và quý trọng vô vàn từ khoảnh khắc được thụ thai. Ngay cả trước khi tôi biết đến bạn một cách thân mật trong bầu tử nơi mà giao hưởng cuộc đời bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên, tôi đã đứng đó, xem bạn với một trái tim tràn đầy tình yêu. Khi bạn bắt đầu hành trình kỳ diệu của sự tồn tại, sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của bạn không bị gián đoạn, luôn là một dòng chảy ổn định của sự hướng dẫn và bạn đồng hành. Tôi là nghệ sĩ và bạn, tạo vật của tôi yêu dấu, đang được định hình một cách ân cần trên chiếc đò xanh điệu của cuộc đời. Hãy like video nếu bạn tin vào Chúa. Mỗi lần xoay, mỗi lần nhấn nhẹ của đôi tay biến đổi bạn, mang lại cho bạn gần hơn với tầm nhìn của tôi, một tầm nhìn về sự đẹp đẽ, mục đích và niềm vui. Hành trình biến đổi này không phải là hành trình đơn độc, mặc dù bạn đi qua những thung lũng bóng tối của nghi ngờ và leo lên những ngọn núi của gian khổ, bạn chưa bao giờ cô đơn. Sự hiện diện của tôi bao phủ bạn như một chiếc áo ấm trong giá lạnh, một lời nói nhẹ nhàng trong những lúc đông đảo và đau khổ. Khi nỗi đau che phủ ngày của bạn và đêm dài vô tận, hãy nhớ rằng tôi đang bên cạnh bạn, nắm tay bạn và chỉ dẫn bước đi của bạn. Tôi hiểu về sự nhân hậu, sự mong manh của tâm hồn và trái tim con người. Mặc dù được tạo nên tuyệt vời, nhưng trái tim và tâm hồn con người vẫn có những giới hạn của chúng. Trong những giây phút của tuyệt vọng, khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng, hãy nhớ về sự hy sinh tuyệt vời nhất của tôi trên thánh giá. Gõ 333 để xác nhận, tôi đã chấp nhận cô đơn và đau đớn, chịu đựng sự bỏ rơi tột cùng để bạn, người quý giá của tôi, không phải đối mặt với những thử thách của cuộc đời một mình. Tôi luôn ở đó trong mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng thở dài, mỗi nỗi đau trong trái tim và trong mỗi chiến thắng của bạn. Bóng tối của cái chết luôn là một chân trời không tránh khỏi cho mọi sự sống, nhưng nó không phải là vực sâu của tuyệt vọng mà là cánh cửa dẫn đến niềm vinh quang. Qua thánh thể và sự phục sinh chiến thắng của tôi đã biến cả cái chết đó, kẻ thù cuối cùng đáng sợ nhất, trở thành một sự tạm dừng trước bình minh của một ngày vĩnh cửu. Trong những sự phức tạp của cuộc sống và sự tạm thời của nó, hãy tin tưởng vào tôi. Tôi là người chỉ đường của bạn trong mê cung của sự tồn tại và cây cầu của bạn vượt qua vực thẳm của sự không tồn tại. Trong cuộc đi bộ hàng ngày của bạn, hãy để sự thật này là con trỏ chỉ đường của bạn. Tình yêu của tôi dành cho bạn vô hạn, không đổi, là một ngọn đèn trong bóng tối khi nghi ngờ tấn công bạn, khi đức tin của bạn lung lay như một ngọn nến trước gió. Hãy nhớ sự ổn định của sự hiện diện của tôi. Tôi là cột mây không đổi của ban ngày và của lửa không đổi của ban đêm, dẫn dắt bạn qua hoang mạc của cuộc đời đến một đất đầy sữa và mật, nơi nghỉ ngơi và thịnh vượng. Gõ 444 để lãnh nhận ơn phước. Mỗi bình minh là một lời nhắc nhở về sự trung thành của tôi, mỗi hoàng hôn là một bằng chứng cho sự chăm sóc không ngừng của tôi. Trong sự tráng lệ của sự tạo nên và sự tinh tế đẹp đẽ của một chiếc lá duy nhất, hãy nhìn thấy những phản chiếu của tình yêu của tôi dành cho bạn. Vũ trụ rộng lớn và đầy cảm hứng như một bức tranh, nơi tôi đã vẽ câu chuyện về sự tận tâm của tôi, một câu chuyện tìm thấy cực điểm của nó trong sự cứu rỗi mà tôi đang cung cấp cho bạn.
tôi mời bạn tham gia vào câu chuyện trọng đại này trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời bạn. Mỗi lần thở dài là một cơ hội để gần gũi hơn với tôi trong sự im lặng của cầu nguyện, trong giai điệu của tôn giáo, trong những hành động của sự tử tế và tình nơi mà bạn sẽ tìm thấy tôi. Gõ 555 để xác nhận đức tin. Tôi ở ngay gần trái tim bạn, ngay cả khi bạn suy nghĩ. Cuộc sống của bạn là một món quà quý giá, một cơ hội để trải nghiệm tình yêu thương của tôi, để trưởng thành về trí tuệ và thể chất, để tìm thấy những hạt giống của sự phát triển trong mỗi thử thách và thấy những trái quả của những phúc lộc của tôi qua từng ngày. Hãy để trái tim bạn trở thành một mảnh đất màu mỡ, nơi mà đức tin nảy mầm, nở hoa và phát triển trong mối tương tác với người khác. Hãy nhớ rằng họ cũng là sự sáng tạo yêu thương của tôi. Hãy cho họ thấy tình yêu chân thành mà tôi đã dành cho bạn. Trong lòng tốt của bạn, hãy để mầm đức tin nảy mầm, nở hoa và phát triển trong mối tương tác với người khác. Gõ 666 để lãnh nhận ơn phù trợ. Hãy cho họ thấy một phản chiếu của ơn cứu rỗi của tôi thông qua sự tha thứ của bạn, để họ cảm nhận được sự ấm áp của lòng từ bi của tôi qua cuộc đời của bạn. Hãy để họ trải nghiệm sự hiện diện của tôi, và khi đêm đen của cuộc đời bạn đến gần, khi bóng tối dần xuất hiện và ánh sáng phai nhạt, đừng sợ hãi, vì tôi sẽ luôn ở đó, như tôi đã luôn luôn có mặt để dẫn dắt bạn qua hoàng hôn, vào sự tươi sáng của vương quốc đời tôi. Ở đó, trong sự hiện diện của tôi, bạn sẽ tìm thấy sự thỏa mãn cho mọi hy vọng, câu trả lời cho mọi nỗi khát khao. Hãy đi vững vàng, con của tôi, với đức tin như khiên và tình yêu của tôi như thanh kiếm. Hãy để giai điệu của những lời tôi dùng để chỉ đường cho bước chân bạn ở mọi thời điểm, mỗi hơi thở, tôi ở bên bạn, chỉ dẫn bạn vượt qua mọi khó khăn và tiến lên trên con đường của niềm vui trọn vẹn và vẻ đẹp vô tận của vương quốc đời tôi. Bạn được yêu thương vô tận, trân trọng vĩnh viễn và mãi mãi được giữ chặt trong vòng tay của ân điển của tôi. Trong tấm thảm của vô tận, sợi chỉ của bạn là màu vàng, được dệt bằng những sợi không thể gãy của tình yêu bất diệt của tôi. Gõ 777 để lãnh nhận ơn bình an cho gia đình. Hãy nhìn chăm chú vào tôi, hãy để trái tim bạn hòa mình với giọng nói của tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ đi trên con đường này và qua nó, vào cuộc phiêu lưu huyền diệu đang chờ đợi sự ban phước của tôi đối với những người được yêu thương của tôi. Bạn được phúc lành nếu tìm được sự an ủi trong sự kiên nhẫn của mình, vì trái tim bạn là một mảnh đất màu mỡ cho những hạt giống đức tin. Trong sự chờ đợi, bạn sẽ tìm thấy một sức mạnh tiềm ẩn, một sự kiên cường vô hình mà phát triển từ sâu bên trong, được nuôi dưỡng bởi cơn mưa nhẹ nhàng của sự hiện diện của tôi. Trong lúc chờ đợi yên lặng, hãy lắng nghe những thì thầm của tình yêu của tôi. Mỗi khoảnh khắc yên lặng đều là lời mời để tìm thấy sự phụ thuộc vào tôi. Bạn muốn lập kế hoạch, muốn theo đuổi các kế hoạch của mình và thấy chúng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, sự đầu hàng cho nhịp đập của tình yêu của tôi cũng có sự khôn ngoan sâu sắc. Gõ 888 để lãnh nhận ơn tài chính. Trong sự đầu hàng này, bạn sẽ khám phá ra một kho báu của những phước lộc, một số che giấu trong bí ẩn của tương lai chưa được tiết lộ, những thứ khác nở hoa ngay trước mặt bạn ngay bây giờ. Những phước lộc này, dù che giấu trong bí ẩn của tương lai, không vượt quá tầm tay của bạn khi bạn trung thành với sự hiện diện của tôi. Bạn sẽ tích lũy những kho báu cho thời gian sắp tới trong sự tuân thủ với sự hiện diện của tôi. Những món quà không thể nhìn thấy này, được ấp ủ trong tương lai, nảy mầm trong đất của đức tin của bạn, mặc dù hình thức của chúng vẫn chưa được biết đến. Tuy nhiên, họ hứa hẹn là chắc chắn, sự đẹp đẽ của chúng không thể chối bỏ. Đồng thời, những món quà của hiện tại, những phước lộc đang thở và nhảy múa theo nhịp đập của sự chờ đợi hiện tại của bạn. Chính việc dừng lại trong sự ôm ấp của tôi, giữ tâm hồn của bạn ở nơi nương tựa an toàn của tôi, là một phước lộc trên chính nó. Nó giúp bạn cảm thấy dẻo dai, tâm hồn của bạn đặt trên ngọn đầu ngón chân của đức tin, con mắt của bạn luôn hướng về phía trời,
trái tim đập lên với hy vọng. Trong sự chờ đợi này, bạn thừa nhận chủ quyền của tôi, nghỉ ngơi trong sự đảm bảo về thiện ý và tình yêu của tôi vì lý do trì hoãn này. Gõ 999 để xin ơn Chúa cầu bầu cho chúng ta. Có thể rằng đôi khi những điều bạn mong muốn là không dễ để đạt được. Tuy nhiên, nếu bạn tin tưởng vào tôi một cách không dao động, bạn sẽ được tặng cho sự bình an vượt qua hiểu biết và niềm vui vượt qua hoàn cảnh. Hãy nhớ, con tôi ơi, rằng trong cuộc sống của bạn, mỗi sợi chỉ cần chờ đợi là một mẫu thiết kế Thiên Chúa, một tấm thảm của mục đích sâu sắc. Cuộc hành trình chờ đợi của bạn không phải là con đường vô nghĩa mà là một hành trình thần hành, nơi sự tin tưởng là cả la bàn và đích đến. Khi bạn đi trên con đường này, hãy để trái tim của mình tìm thấy sự thoải mái trong các lời hứa của tôi. Gõ tạ ơn Chúa, để xác nhận những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Tôi ở bên bạn trong sự chờ đợi, trong sự yên lặng và trong sự không chắc chắn. Tôi là kiến trúc sư của các ngày của bạn, tác giả của câu chuyện của bạn, trong mỗi khoảnh khắc của tạm dừng, trong mỗi mùa chờ đợi, tình yêu của tôi bao phủ bạn, ân điển của tôi nuôi sống bạn. Hãy vui mừng trong thời gian chờ đợi này, vì đó là một không gian thánh, nơi đức tin được củng cố, hy vọng được đốt lên và tình yêu vẫn có mặt. Trong sự yên lặng thánh này, hãy biết rằng tôi là Thiên Chúa, và kế hoạch của tôi dành cho bạn là hoàn hảo. Hãy tin tưởng tôi với tất cả trái tim của bạn, vì đúng thời điểm, bạn sẽ gặt hái được những phúc lành mà tôi đã chuẩn bị cho bạn. Ơn phước của tôi dành cho những ai đợi đến tôi, vì sự kiên nhẫn của bạn là cánh cửa vào niềm vui và sự bình an vĩnh cửu. Mỗi ngày trong từng hơi thở của bạn, trong những khoảnh khắc yên tĩnh và những giờ phút tấp nập, tình yêu của tôi luôn luôn theo đuổi bạn. Đó là một cuộc đua sinh ra từ một tình yêu vô hạn, một tình yêu xuyên suốt cuộc đời bạn, để lại dấu vết của tôi trong mọi thứ bạn gặp phải. Gõ tôi yêu Chúa, để xác nhận tình yêu của bạn đối với Chúa. Hãy cảnh giác với tình yêu của tôi, nó hiển hiện theo nhiều cách khác nhau, đôi khi tinh tế, đôi khi rõ ràng. Những lời kinh thánh, những văn bản cổ xưa đó có vẻ như nói trực tiếp đến nỗi đau hay niềm vui hiện tại của bạn. Đó là những lời thì thầm của tôi đến linh hồn bạn. Những lời động viên phát ra từ lời nói của những người khác thường được soạn sẵn bởi tâm linh của tôi, trở thành một loại báu vật thời gian dành cho trái tim mệt mỏi của bạn. Ngay cả những sự trùng hợp được coi là tình cờ cũng là sợi chỉ của thiết kế của tôi, tạo nên một tấm thảm của ơn cứu rỗi và sự kỳ diệu trong cuộc đời bạn. Hãy nhìn xung quanh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, một bằng chứng vĩ đại cho sự sáng tạo và sự quan tâm của tôi đối với bạn. Mỗi bình minh, mỗi bông hoa nở rộ, mỗi chiếc lá rụng rơi đều nói lên tình yêu của tôi dành cho bạn. Tình yêu của tôi không phải là một lực lượng bị động, nó là một lực lượng động, hoạt động, nhảy múa vào những khe hở của cuộc đời bạn, đổ đầy ánh sáng và ấm áp vào đó. Gõ Chúa ơi, hãy giúp chúng con, để xin Chúa giúp đỡ. Tôi khuyên bạn hãy mở mắt trái tim để nhận thấy những phúc lành này, nhận ra công trình của tôi trong những điều lớn và những điều nhỏ, trong những điều phi thường và những điều bình thường. Tôi có mặt trong tiếng cười của một đứa trẻ, trong vòng tay an ủi của một người bạn, và trong niềm yên lặng của một đêm đầy sao. Tôi khuyên bạn không chỉ nhận những điều này như một phúc lành mà còn nên trân trọng chúng sâu sắc, giữ chúng trong trái tim, suy nghĩ về ý nghĩa của chúng và cảm tạ vì những biểu hiện yêu thương của tôi. Hãy ghi lại những khoảnh khắc này để chúng có thể trở thành những kỷ niệm lâu dài, nhắc bạn về sự hiện diện không ngừng của tôi trong cuộc sống của bạn. Những dấu hiệu yêu thương của tôi không chỉ là những sự kiện bình thường, chúng là bữa ăn tinh thần cho linh hồn của bạn, giúp bạn củng cố sức mạnh cho cuộc hành trình phía trước. Gõ 1010 để xin ơn thánh hóa gia đình. Không có gì trên thế giới này, không phải thử thách hay gian khổ nào có thể cắt đứt được tình yêu của tôi. Nó là một liên kết vĩnh cửu không thể phá vỡ, giữ chặt bạn ngay cả trong những thời điểm tối tăm nhất. Tình yêu của tôi là một ngọn đèn chỉ đường dẫn bạn qua cơn bão,
một nơi trú ẩn che chở bạn khỏi những cơn gió mạnh nhất. Khi bạn bước đi qua ngày hôm nay và tất cả các ngày tiếp theo, hãy biết rằng tình yêu của tôi luôn đi cùng bạn, trong tiếng thì thầm nhẹ nhàng của gió sáng. Sự ấm áp của ánh nắng trên da bạn, cuộc gọi bất ngờ từ một người bạn, những câu thơ đặc biệt đến trực tiếp vào trái tim bạn. Tình yêu của tôi là giai điệu chơi nhẹ nhẹ nền tảng cho cuộc sống của bạn, một bài hát về hy vọng, hòa bình và niềm vui. Hãy ôm lấy tình yêu này vì nó là món quà quý giá nhất mà tôi dành tặng cho bạn, để nó trở thành sức mạnh giúp bạn vượt qua những thử thách. Ngọn đèn chỉ đường dẫn bạn trên con đường và sự bình an làm tràn ngập trái tim của bạn. Hãy biết rằng trong từng bước đi của bạn, tình yêu của tôi luôn đuổi theo bạn, sẵn sàng mang đến cho bạn những phúc lợi không đong đếm được. Gõ 1111 để xin công việc suôn sẻ. Con đường của tôi tạo ra những mô hình vượt xa được sự hiểu biết của con người. Hãy đến với tôi với một trái tim khiêm tốn, cúi đầu kính phục trước sự vĩ đại của trí tuệ vô biên của tôi. Trên cuộc hành trình của cuộc đời, việc công nhận giới hạn của tâm trí hữu hạn của bạn là điều cần thiết. Vũ trụ mở ra như một bản giao hưởng phức tạp, những giai điệu tinh tế thường vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Rất nhiều điều xảy ra trong cuộc sống của bạn và thậm chí cả thế giới rộng lớn cũng bao trùm bởi bí ẩn. Điều này không phải là nguyên nhân gây nản lòng mà là một lời mời gọi để tin tưởng vào sự khôn ngoan vô tận của tôi. Cả thiên đàng và trái đất đều đầy những kỳ quan vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Khi bạn điều hướng qua mê cung của cuộc đời, hãy để chỗ cho những điều khó hiểu, khó giải thích, khó lý giải. Bạn đang đứng trên mảnh đất thiêng liêng, được biết những bí mật mà trong suốt hàng ngàn năm trước đây đã được giấu kín. Gõ Chúa là tình yêu của tôi, để xác nhận là bạn rất yêu Chúa. Nhờ những bước khám phá trong Kinh Thánh mới, thông qua sự hiện diện, sự sống, sự chết và sự phục sinh của tôi, những bí mật mà trước đây bị che giấu trong bóng tối của thời gian đã được soi sáng. Những sự thật này đã được tiết lộ, mở ra một cái nhìn vào thần thánh, một cửa sổ vào sự vĩnh hằng. Bạn thực sự may mắn khi nắm giữ những kiến thức như vậy, một kho báu quý giá hơn cả vàng. Nhưng ngay cả khi có những sự tiết lộ như vậy, các con đường của tôi vẫn luôn tạo ra những mô hình vượt xa khỏi sự hiểu biết của con người. Gõ 3434 để xin Chúa ban bình an hôm nay và mãi mãi. Tôi thường làm việc trong thế giới của bạn và thường tồn tại bí ẩn. Những con đường được bao bọc trong bí mật thiêng liêng. Thực tế này đặt ra cho bạn một lựa chọn quan trọng. Liệu bạn sẽ căm hận điều không biết hay sẽ nể phục và ngưỡng mộ vẻ vĩ đại của những điều kỳ diệu của tôi? Liệu bạn sẽ chọn tin tưởng vào sự khôn ngoan của tôi, ngay cả khi con đường phía trước bị che khuất bởi những đám mây không chắc chắn? Tôi mời bạn ngạc nhiên trước độ sâu của sự khôn ngoan và kiến thức của tôi. Như một nghệ sĩ tài ba, tôi dệt những sợi tơ của sự tồn tại với sự chính xác và tài hoa vượt trội so với sự hiểu biết con người. Các con đường của tôi không phải là con đường của bạn, suy nghĩ của tôi không phải là suy nghĩ của bạn. Nhưng trong bức tranh thiêng liêng này, mỗi sợi tơ đều có vị trí của nó, mỗi màu sắc đều có mục đích của nó. Trong những khoảnh khắc của sự nghi ngờ và nhầm lẫn, khi thế giới có vẻ như được che khuất bởi bí ẩn, hãy nhớ rằng tôi là người chỉ huy tất cả mọi thứ. Kế hoạch của tôi cho bạn sinh ra từ một tình yêu không thể lường trước, một tình yêu tìm kiếm sự tốt đẹp tối hậu của bạn. Trong những bí ẩn của cuộc sống, hãy tìm sự an ủi trong tính cách không thay đổi của tôi, trong tình yêu không thể sai lầm. Khi bạn đi qua cuộc đời, hãy để trái tim của mình được lấp đầy với cảm giác kỳ diệu, om trọn bí ẩn xung quanh bạn như một phần không thể thiếu của hành trình tâm linh của bạn. Hãy để chúng nhắc nhở về bản chất vô tận của tôi, là một minh chứng cho sự tôn kính trong sự ngưỡng mộ thay vì phân tích hiểu biết. Khi bạn đối mặt với những câu hỏi mà có vẻ không thể trả lời, hoặc khi sự phức tạp của cuộc sống trở nên áp đảo, hãy nhìn đến tôi. Trong sự hiện diện của tôi, bạn sẽ tìm thấy sự bình an giữa những điều không biết,
sự an ủi giữa những bí ẩn của cuộc sống, và sự tin tưởng vào khôn ngoan không thể đo lường và tình yêu không thể lường trước của tôi sẽ giúp con tim bạn được nâng lên trong sự tôn sùng và kinh ngạc với độ sâu của tình yêu và kiến thức của tôi. Một tình yêu và kiến thức bao trùm tất cả mọi thứ, từ những bí ẩn lớn nhất đến những chi tiết nhỏ nhất. Trên hành trình của bạn, tôi tặng cho bạn một món quà có giá trị vô hạn là niềm vui. Bảo bối rực rỡ này không phải là một thứ trang sức đơn thuần cho cuộc sống của bạn, nó chính là bản chất của nó, là một điều cần thiết cho chuyến du hành phía trước. Con đường bạn đi đầy bất ngờ, đầy gập ghềnh cạnh tranh, đầy đường cong khó khăn, đòi hỏi lòng dũng cảm. Trong sự vắng mặt của niềm vui, cuộc hành trình trở nên nặng nề, tinh thần bạn bị dày vò bởi sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Hãy hiểu rằng niềm vui không phải chỉ liên quan đến hoàn cảnh của bạn. Nó không phải là một cảm xúc thoáng qua chỉ được khuấy động bởi những cơn gió thuận lợi. Niềm vui thật sự vượt xa những biến động của cuộc sống. Đó là một trạng thái sẵn sàng chìm sâu trong niềm tin và tình yêu của tôi. Đây là lý do tại sao những người có ít tài sản vật chất lại tỏa sáng niềm vui vượt qua sự hiểu biết. Những người đối mặt với bệnh tật, thậm chí là ở tuổi già, cũng có thể trải nghiệm niềm vui sâu sắc khi niềm tin của họ được cột chặt vào tôi. Chúa cứu thế và bạn bè, hãy nhận lời và trở thành người mang niềm vui đến cho thế giới. Hãy để ánh sáng của tôi phản chiếu trong bạn, qua nụ cười của bạn, tiếng cười của bạn, lời nói tốt đẹp của bạn. Thánh Linh đang sống trong bạn sẵn sàng mang đến niềm vui bùng nổ. Mời Ngài đến và chiếm mọi không gian của cuộc đời bạn. Yêu cầu Ngài làm đầy niềm vui trong bạn khi bạn đi qua mỗi ngày. Hãy tập trung vào việc ở gần tôi. Trong cuộc bước đi thân mật với tôi, bạn sẽ tìm thấy con đường của sự sống được rọi sáng. Sự hiện diện của tôi là nơi tìm thấy niềm vui trong tràn đầy đủ của nó. Niềm vui trở thành sức mạnh của bạn, một nguồn sức sống mới cho tâm hồn bạn. Niềm vui không phải là trạng thái bị động, nó là động lực và sôi động, là sự thể hiện của đức tin, là một chứng nhân cho hy vọng, là một bằng chứng cho tình yêu. Hãy để niềm vui trở thành la bàn chỉ đường cho bước đi của bạn, là lăng kính mà bạn nhìn thấy thế giới. Trong mỗi tương tác, trong mỗi cuộc gặp gỡ, hãy để niềm vui trong bạn trở thành ánh sáng, sưởi ấm, là lực lượng biến đổi. Trong việc truyền bá niềm vui, bạn tham gia vào một hành động thiêng liêng, lặp đi lặp lại nhịp tim của thiên đường. Đó là những làn sóng mở rộng ra ngoài, chạm vào cuộc sống một cách không thể thấy được. Niềm vui của bạn trở thành ngọn đèn hy vọng cho những người mệt mỏi, là bài hát tự do cho những người bị áp bức, là giai điệu êm dịu cho những người bị đau buồn. Hãy nhớ rằng niềm vui không được tìm thấy trong việc tích trữ tài sản hoặc theo đuổi những niềm vui thoáng qua. Nó được khám phá trong những khoảnh khắc đơn giản, trong lòng biết ơn cho những điều tầm thường, trong việc đánh giá cao những điều bình thường. Nó hiện hữu trong tiếng cười của một đứa trẻ, trong vẻ đẹp của hoàng hôn, trong những khoảnh khắc yên tĩnh để suy ngẫm, trong sự bình an của trái tim khi cầu nguyện. Hãy đồng hành với tôi. Hãy để niềm vui trở thành người bạn thân thiết của bạn trong những thời điểm khó khăn. Hãy để nó trở thành pháo đài bảo vệ bạn, trở thành bài hát của bạn trong những thời điểm ăn mừng, trở thành nơi an ủi trong những thời điểm buồn chán. Vì trong sự hiện diện của tôi, có đầy đủ niềm vui và ở bên tay phải của tôi, có sự vui sướng mãi mãi. Hãy tiếp tục cuộc hành trình của bạn với niềm vui là đồng hành không rời trong tay. Hãy khám phá sự giàu có của cuộc sống được sống trong đầy đủ niềm vui của tôi. Đó là một niềm vui hoàn toàn, một niềm vui bền vững, một niềm vui là của bạn để lấy trong câu chuyện vĩ đại của sự tồn tại. Bạn đã được gọi ra khỏi bóng tối và trở thành một phần của ánh sáng tuyệt vời của tôi. Cuộc hành trình này không chỉ là sự chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, đó là một sự nâng cao và tôn giáo hoàng gia của vương quốc của tôi. Tôi đã bao phủ bạn bằng áo choàng công bình của tôi, một bộ quần áo vượt xa chỉ là vải, ban tặng cho bạn với phẩm giá và ân sủng phù hợp với vương quốc của tôi. Bây giờ,
bạn không chỉ là một người lang thang trong đêm, bạn là một thành viên được yêu mến của gia đình hoàng tộc của tôi. Một trong những người đặc biệt của tôi, bạn thuộc về tôi và tôi tìm thấy niềm vui lớn lao trong bạn. Sự lựa chọn sử dụng những con người không hoàn hảo như bạn để tuyên truyền lời khen của tôi là một hành động cố ý và có mục đích. Tôi rõ ràng nhận thấy giới hạn của bạn, khoảng cách giữa khả năng của bạn và lời gọi mà tôi đã giao cho cuộc đời bạn. Khoảng cách này không phải là sai sót trong thiết kế mà là một phần cốt lõi của kế hoạch thiêng liêng của tôi. Nó giúp tăng cường nhận thức của bạn về sự thiếu hụt của chính mình, đẩy bạn đến gần hơn với tôi, đến nhận thức rằng ngoài sự giúp đỡ của tôi, không thể có khả năng để thực hiện lời gọi này. Nhận thức này không có ý nghĩa để làm nản lòng bạn mà để đưa bạn vào một sự phụ thuộc sâu sắc hơn vào sự đầy đủ vô tận của tôi. Khi thừa nhận sự thiếu hụt của mình, bạn không phải là để sống trong sự thất bại của bản thân, mà để tập trung vào việc duy trì gần gũi với tôi trong mọi hành động, trong mọi quyết định. Hãy để ý thức này dẫn dắt bạn rằng bạn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của tôi. Bạn sẽ không sống trong bóng tối của khuyết điểm của mình, mà sẽ sống trong sự tự do vui vẻ khi quên đi chính mình. Khi bạn đến với tôi cho mọi nhu cầu của mình, khuôn mặt bạn trở thành một gương phản chiếu sự lộng lẫy của vinh quang tuyệt đẹp của tôi. Hình ảnh này không phải là do nỗ lực của chính mình mà là do một trái tim hòa nhã với ân sủng của tôi. Cuộc sống của bạn sẽ trở thành một ngọn đèn phản chiếu ánh sáng của tôi. Một bằng chứng cho sức mạnh biến đổi của sự hiện diện của tôi. Trong cuộc hành trình tuyên bố sự ca ngợi của tôi, sự hoàn mỹ không phải là yêu cầu, mà là một trái tim nguyện ý. Sự không hoàn hảo của bạn, những cuộc đấu tranh và thất bại của bạn không phải là trở ngại, mà là cơ hội để sức mạnh của tôi được thể hiện trong cuộc sống của bạn. Trong sự yếu đuối của bạn, sức mạnh của tôi được hoàn hảo. Hãy đón nhận lời gọi này với sự khiêm nhường và can đảm. Hãy để cuộc đời bạn trở thành một bản hòa ca tỏ lòng tôn kính, không phải là chứng nhân cho sức mạnh con người, mà là một lễ kỷ niệm của ân sủng thiêng liêng. Khi bạn bước đi trong ánh sáng của tình thương của tôi, hãy để bước chân của bạn được hướng dẫn bởi niềm tin. Hành động của bạn được thúc đẩy bởi tình yêu và những lời nói của bạn được truyền cảm hứng bởi hy vọng. Trong cuộc nhảy múa thiêng liêng này, bạn không phải là một diễn viên độc lập mà là một phần của một dàn nhạc lớn được chỉ đạo bởi tay tôi. Cùng với những người khác trong gia đình tôi, bạn được gọi để chiếu sáng, để là một bản thể hiện tập thể của tình yêu và ánh sáng của tôi trong một thế giới thường sống trong bóng tối. Hãy bước đi mạnh mẽ trong ánh sáng mà tôi đã ban cho bạn. Hãy tỏa sáng không phải như một ngôi sao đơn độc mà là một phần của một tròn sao bao la của dân tôi. Mỗi người đều phản chiếu vẻ đẹp của vinh quang tuyệt vời của tôi một cách độc đáo và tuyệt đẹp. Trong cuộc hành trình từ bóng tối đến ánh sáng kỳ diệu này, hãy biết rằng bạn được yêu thương, được trang bị và được trao quyền bởi tôi để trở thành một bằng chứng sống của tình yêu vô tận của tôi. Tôi hiện ra như một ngọn đèn pha lê không chỉ để chiếu sáng thế giới mà để thể hiện bản chất của chính ánh sáng đó. Ánh sáng vượt lên trên việc chiếu sáng vật chất và là một ngọn lửa vĩnh cửu mà bóng tối trong mọi hình dạng không thể dập tắt. Bản tính vô tận và toàn năng của tôi đảm bảo rằng ánh sáng thiên đường này sẽ luôn tỏa sáng, xua tan bóng tối và tiết lộ những sự thật bị ẩn giấu trong sâu thẳm của sự mập mờ. Niềm tin của bạn vào tôi đã biến đổi bạn, nâng bạn lên thành một đứa con ánh sáng. Sự biến đổi này không chỉ là sự thay đổi bên ngoài, mà còn là sự thay đổi sâu sắc trong bản chất tâm hồn của bạn. Ánh sáng hiện đang lưu trú trong bạn cho phép bạn có một góc nhìn độc đáo giống như nhìn xuyên thấu bằng đôi mắt của tôi. Bạn có thể nhìn thấy thế giới và những sự phức tạp tinh tế của nó cũng như những nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bạn với sự sáng suốt và hiểu biết mới tìm thấy. Tuy nhiên, sự chiếu sáng này thường mang lại sự bất tiện khi ánh sáng phơi bày những khía cạnh của trái đất trong trái tim bạn có thể đã được che giấu trong bóng tối suốt một thời gian dài. Nó phơi bày khuyết điểm, đánh thức những lỗi lầm đã chôn vùi và đối mặt với sự thật khắc nghiệt về sự không hoàn hảo của bạn. Tuy nhiên,
sự bất tiện này không phải là vô nghĩa. Nó là tác nhân thúc đẩy cho sự hối cải, một bước cần thiết trên con đường đến sự tự do thực sự. Khi bạn chấp nhận ánh sáng này và đi theo cách của tôi, bạn bắt đầu một hành trình trên con đường đến sự giải thoát khỏi những điều sai lầm trong quá khứ và những bóng tối của tội lỗi. Hãy vui mừng với góc nhìn mới này vì đó là một món quà vô giá. Hãy cân nhắc hoàn cảnh của những người vẫn chưa tìm được đường đến ánh sáng này. Thần tối này sẽ làm mở trí óc của nhiều người, khiến họ không thể nhìn thấy sự thật rực rỡ của tin mừng của tôi. Những linh hồn này bị lạc trong bóng tối, không biết được vẻ đẹp có thể chiếu sáng con đường của họ và dẫn họ đến sự cứu rỗi. Nhưng bạn, người đáng quý của tôi, không bị ràng buộc bởi cái mù như vậy. Trong trái tim bạn, ánh sáng của tri thức về vẻ đẹp của tôi tỏa sáng. Đó không phải là một ánh sáng mờ nhạt mà là một ngọn đèn pha lê rực rỡ dẫn dắt bạn qua những con sóng đầy sóng gió của cuộc đời. Nó mang lại sự khôn ngoan trong những lúc bất định, sự an ủi trong những lúc khốn khó và sự sáng suốt khi sự hỗn loạn đang trỗi dậy. Hành trình của bạn không phải là một hành trình đơn độc. Là một người mang ánh sáng thiên đường này, bạn được gọi là một ngọn đèn pha lê cho người khác. Cuộc đời của bạn được biến đổi bởi sự chiếu sáng của tôi, có thể trở thành một bằng chứng về tình yêu và sức mạnh của tôi. Trong lời nói của bạn, hành động của bạn và thậm chí cả bản thân bạn, bạn có thể phản ánh ánh sáng của sự hiện diện của tôi, đem lại một cái nhìn về hy vọng và hòa bình mà tôi mang lại. Khi bạn cảm thấy hoang mang hoặc khi bóng tối của thế giới dường như quá dày đặc, hãy nhớ nguồn gốc của ánh sáng của bạn. Tôi luôn ở đây với bạn, ánh sáng của tôi không bao giờ tắt và tình yêu của tôi không bao giờ kết thúc. Hãy để sự đảm bảo này tràn ngập bạn với niềm vui và động viên bạn chia sẻ ánh sáng với những người đang tìm kiếm trong bóng tối. Hãy vui mừng vì bạn đã được tặng cho món quà quý giá nhất, ánh sáng của sự hiện diện của tôi trong bạn. Đó là một ánh sáng không chỉ tiết lộ mà còn làm lành, không chỉ phơi bày mà còn tha thứ. Hãy tự tin bước đi trong ánh sáng này, biết rằng đó là thông điệp của sự tự do thực sự. Là con đường đến một cuộc sống sống đầy đủ và ân sủng, là hứa hẹn của một tương lai tươi sáng với hy vọng và vinh quang. Hãy đón nhận hành trình này với một trái tim tràn đầy niềm vui, vì trong ánh sáng của tình yêu của tôi, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua bóng tối, can đảm để đối mặt với những điều chưa biết và sự bình an vượt trội hơn mọi sự hiểu biết. Đó là di sản của bạn, là một đứa con ánh sáng, một món quà quý giá từ người yêu bạn hơn bạn có thể tưởng tượng được. Hãy vui mừng và để ánh sáng của bạn tỏa sáng rực rỡ, là một ngọn đèn pha lê của hy vọng trong một thế giới đang mong đợi sự chạm vào của Thượng Đế. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng Super Thanh. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận và cũng bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, cũng như và chia sẻ. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.